Joe, welcome back. Và chào mừng đến với Mannequin. Mannequin á, vào vai của một nhân viên cửa hàng bán quần áo, vừa kết thúc ca làm việc của mình và đang trên đường chuẩn bị về nhà. Tuy nhiên khi bạn ra gần phía lối ra, thì bỗng... đây là cửa hàng mà mình làm việc đấy hả? What the hell? Tôi biết là chuyện này sẽ xảy ra mà không ngờ nó xảy ra sớm vậy. Thì để tôi đi một vòng quan sát xem sao. Bây giờ là 9 giờ 2 phút tối thì cũng là một cái giờ căn bản. Chắc là mình tăng cả... Ê! What just happened? Chắc không có gì đâu. Mọi thứ đều ổn quá vậy ơi. Locked. Khóa rự. Forgot the master key at the desk. Bây giờ phải vòng lại bàn làm việc thôi quý vị ơi. Bàn làm việc bên đây nè. Ôi! Cái gì vậy? Bước nha mày. Gì vậy cha? Bruh. Ôi! Trời ơi, sao nó thế rồi? Kiểu này là mai sáng mai mà sếp vô sếp thấy là sếp chửi thấy mẹ. Chìa khóa ở bàn làm việc. À đây rồi, đây rồi. Đường vào tiệm mèo môi sao băng giờ. Cái gì đây? Chào em nha. Tụi soi vậy là nó không di chuyển được tới chỗ mình đúng không? Mình quay đi chỗ khác là nó bắt đầu di chuyển đúng không? Chết rồi, tôi bị kẹt ở đây với mấy con mannequin rồi. Con này có di chuyển không vậy? À đây, 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 đây. Chính nó. Hả? Ủa sao tôi lấy cái đồ móc kẹp giấy gì vậy ta? Hình như đây là phòng làm việc của sếp hay sao nè? It's good. Trời ơi! Đừng di chuyển theo em nữa. Ui, nó nhanh lắm mày ơi. Trời, mới quay đi cái nó vòng lại rồi à. Ê. Không được cử động, bình tĩnh. Bình tĩnh nghe chưa? Trời ơi, look at this. Ngon mày giết tao đi. Mỹ tao nữa đi. Gì đây? Phòng gì nữa đây? Khóa cửa. So electric doors are out too. Restroom. À. Bẻ khóa hả? Bẻ khóa chi thuật. Quá dễ với em. Giờ làm sao? Rồi chúng ta có một cái chìa khóa. Tao lại mày. Tao xin mày đấy. Hi, trời đất, cái cửa lại cho nó vô trong đi. Ừ, ở trong luôn đi. Con mannequin đã bị mình phong ấn ở trong nhà vệ sinh rồi quý vị ơi. Rồi dí anh hả? Ở đây phòng điện nè. Phòng điện đây nè. Mở được không? Let me try to fix this. Sửa lại xem. Có vẻ như không hoạt động hả? I'll leave to the exit back here. Tôi sẽ đi ra ở cái lối thoát. Someone else can fix this tomorrow. Ai đó sẽ sửa thứ này vào ngày mai. Quá tuyệt vời. Cuối cùng cũng có thể đi về rồi. Lối thoát hiểm. Lối thoát hiểm sẽ dẫn mình đi đâu đây? Không sao. Chưa sao. Còn đứng còn cầm điện thoại đổi đèn pin vậy được là chưa sao quá gì ơi. Chưa sao hết. Chưa sao hết. Chưa có sao hết. Con nào mới nhúc nhích? Con nào mới nhúc nhích? Sao con này ngã rồi? Tôi mới đẩy nó hả? Đẩy được à? Tôi đẩy được luôn hả? Thế thì bố mày đẩy hết. Trời ơi, đồi nhìn với tôi quý vị nhìn nè. Bình thường là anh sang bằng hết á, nhưng mà nay anh kiếm đường anh đi ra cái đã. Ừ? Bên đây nè. Bên đây có đường ra. Bye bye nha, bye bye mấy cưng nha. Đứng cản đường, bực mình. Cái gì vậy? Sao mày di chuyển? À rồi đó, nó chịu dừng cho mình rồi. Tốt rồi. What the hell? Ủa, sao lối thoát mà nó dẫn mình đi xuống đâu đây? Oh my god. Ôi chúa ơi. What is this place? Chỗ này là chỗ quái nào vậy? Sao cái màu này nhìn giống bát rum quá ta? Giống lắm bay. Ý chang. Chỗ này hơi thiếu ánh sáng nha. Ê. Gì vậy? Trời ơi, nó dí tao bằng được mày ơi. Sao cứ đi hoài vậy? Rồi cái bảng này rớt xuống. Giờ sao? Chết mẹ, nó vô đây hả? Rồi xong. Rồi xong, tới cục luôn. Mày qua đây. Mày qua đây. Ủa nó rồi. Giờ sao? Tôi đứng ở giữa đây, coi nó làm gì.
chạy vòng quanh cái ghế với nó liền, chạy vòng quanh với ghế. Ôi đừng đi xì cái ghế, tôi đừng chạy vòng vòng quanh cái ghế với nó. Làm gì nhau, làm gì nhau, dí tao đi, mày dí tao đi. Ở bên đây có một cái phòng nữa nè, một cái phòng với một cái chậu cây to đùng. Đen chi, đen chi. Meanwhile, maybe là lối này, có thể là lối này. Đường vào tim em một. Cái gì vậy? Tôi ra lại cái nhà vệ sinh hả? Ở đâu? Cái này phòng thay đồ. Ô, cửa hàng sáng đèn lại rồi. Ngon. Tốt rồi, tốt rồi. Ngon lành rồi. Không ngon lành rồi. Không tốt một tí nào. Vâng, và đó là tựa game Mannequin của chúng ta. Và hy vọng là mọi người thích cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại.